nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Nhóm thanh thiếu niên mang tuyếp sắt gắn dao phóng lợn đến khu vực sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi tập hợp, hai nhóm này đã quay video lại rồi đăng lên TikTok để thị uy đối thủ về lực lượng và hung khí. Ngày 28 tháng 5, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã bắt giữ 18 người sinh năm 2005 đến 2007 về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát chạy với tốc độ cao, mang theo hung khí trên tuyến đường Lê Đức Thọ hướng về Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Tổ công tác đã triển khai lực lượng tổ chức ngăn chặn, bắt giữ các nghi phạm. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, hai nhóm đã hẹn đến khu vực sân vận động Mỹ Đình để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi tập hợp, hai nhóm này đã quay video lại rồi đăng lên TikTok để thị uy đối thủ về lực lượng và hung khí. Theo Công an quận Nam Từ Liêm, những người này đang là học sinh, nhưng có những suy nghĩ và lối sống sai lệch chuẩn mực xã hội, không chịu tu dưỡng rèn luyện, học tập, coi thường pháp luật. Hành vi của họ rất côn đồ, manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm để hủy hoại tài sản, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác. Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường nhằm có biện pháp quản lý, giáo dục, tuyên truyền để các học sinh có nhận thức đúng đắn, hình thành lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của trường lớp, văn hoàng, công lý.